Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 18 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý với người tuổi tí vốn rất thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên, trong ngày phạm vào cuộc diễn tí mão tương hình như hôm nay, bạn lại lấy đó là lý do để tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, cho rằng người ta chỉ làm vướng chân vướng tay mình. Vì vậy, con giáp này thường xuyên nói năng không suy nghĩ và không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy chú ý hơn trong giao tiếp, khi muốn góp ý với ai, đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề, gây tổn thương tự trọng của đối phương. Ngoài ra, tỷ kiên còn khuyên bản mệnh nên mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh, không nên sống chỉ biết bản thân mình. Chẳng ai có thể tồn tại độc lập trong xã hội, và bạn cũng vậy thôi, cho dù bạn có tài giỏi đến mấy đi chăng nữa. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Trong ngày nên, đi xa, di chuyển, khai trương, xuất hành, mong cầu về tài lộc, kết bạn, kết hôn, xin việc, nhận việc. Có tin tức tốt về tài lộc, công danh, hoặc nhà có hỷ sự về cưới gà, sinh nở, thi cử có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, việc làm. Lợi cho việc kết bạn, thêm người mới, du lịch. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Mọi sự đã đến hồi kết thúc hoặc đã đến hạn kỳ cần phải giải quyết. Có tài lộc hoặc có tin vui về chuyện tình cảm. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho nội bộ lục đục, hiểu lầm. Cẩn trọng về sức khỏe. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho nội bộ lục đục, hiểu lầm. Ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhà có đám tiệc. Tin tức tốt, tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Có tin tức ở xa hoặc có cuộc đi ngắn về vui chơi, tình cảm, tiệc tùng, mua sắm. Tuy nhiên không nên quyết định vội vã vì có sự rời hẹn, sai hẹn, chậm trễ. Hãy cố gắng làm nhiệm vụ của mình cho xong hoặc như đã dự tính có tài lộc hoặc có lộc ăn nhưng cũng có sự hao tốn chút ít. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, có người cần sự giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến, mời hợp tác, đề nghị việc làm mới. Nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài lộc tốt, có tin không tốt về đồ đạc, vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc, không nên hấp tấp khi quyết định công việc, nên hỏi ý kiến của quý nhân. Tử vi tuổi Sửu. Trong ngày có thiên quan gây rối, người tuổi Sửu có thể sẽ phải va chạm với những người có quyền cao chức trọng. Để tránh đưa bản thân mình vào rắc rối, bạn cần phải chú ý cách cư xử, tránh bị kích động và có những hành động quá khích bạn là người mạnh mẽ và quyết đoán, sẵn sàng bảo vệ những điều mình cho là đúng, tuy nhiên, bạn cũng cần phải xem xét tình huống trước mắt mình là thế nào, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, để lại ấn tượng xấu cho người khác. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm giữa người tuổi này và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực, sau mỗi lần mâu thuẫn, đôi bên sẽ càng thêm hiểu về nhau hơn, chỉ cần bạn học được cách bao dung hơn. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim, Ngày có nhiều tin tức, sự việc xảy ra không được thuận lợi khiến cho mình phải lo toan bận rộn dù là chuyện vui cũng như chuyện buồn. Nếu là chuyện vui thì cũng không nên để tình trạng xảy ra quá lố, có hậu quả xấu, hoặc có kẻ đến quấy rối. Nếu là chuyện buồn cũng không nên lo lắng hoặc tranh cãi lôi thôi sẽ không đi đến đâu. Tài lộc không được như ý, vào nhanh ra nhanh, hao tốn vì giao thiệp, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn ngày có tiệc hoặc có khách đến. Sức khỏe không tốt, nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, có trở ngại, hoặc gặp chuyện không như ý. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, có trở ngại, hoặc gặp chuyện không như ý. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Ngày có tiệc hoặc có khách đến, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ. Sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng có kết quả. Có tin buồn đối với người mình thân thiết hoặc có liên quan đến công việc của mình. Có tin về công việc gặp trở ngại hoặc có sự thay đổi bất ngờ. Hao tài về tiệc vui, đình đám. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới. Có tin xa hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa, văn phòng, công ăn việc làm, sức khỏe có liên quan đến mình, thân nhân, bè bạn. Có sự hoàn trả nợ nần hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi dần. Xem tử vi cho thấy công việc của người tuổi dần tiến triển khá thuận lợi nhờ có tam hội giúp sức nhờ có đầu óc nhanh nhạy bạn luôn là người tiên phong đưa ra các giải pháp cho dù đó có là một việc tưởng chừng rất khó khăn và khiến mọi người lùi bước quan hệ xã giao của con giáp này cũng hài hòa do bản mệnh là một người vừa có tài năng vừa biết cách cư xử dù có bực bội và nóng nảy đến thế nào bạn cũng có thể kiềm chế sự nóng nảy và không bao giờ to tiếng với ai xem ngày tốt xấu theo trực hôm nay trực thu là ngày kỵ khởi công xuất hành hoặc an táng nếu thực hiện công việc đó sẽ không được thuận lợi vì vậy nếu có thể bản mệnh nên lùi công việc vào ngày khác thích hợp hơn tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy ngày có tin tức ở xa hoặc gặp bạn kết bạn hẹn ước đính hôn có liên quan đến mọi vấn đề về tình cảm thuận lợi cho việc di chuyển đi xa có tài lộc hoặc được lộc ăn quà tặng hoặc được mời dự tiệc thích hợp cho các công việc chữa bệnh kết thúc công trình thanh toán tiền bạc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa làm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến tình cảm, tài lộc có sự chậm trễ, trở ngại. Đề phòng có sự hư hại về đồ đạc hoặc phải hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Giới hạn mọi việc di chuyển, đi xa, nên nghỉ ngơi. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở chậm chạp chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không có lợi hoặc có chuyện không hay ngày có nhiều thay đổi biến động hoặc có nhiều tin tức tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên bình tĩnh khi có nhiều tin tức hoặc công việc đến dồn dập có người không hẹn mà gặp đem lại tin vui buồn lẫn lộn dự tính công việc khó thành gặp trở ngại nên hội họp bàn phương kế khác nhưng cũng không nên nản trí bỏ ngang mục tiêu đã được định sẵn điểm lành sẽ đến tài lộc còn khó khăn không nên chi phí lớn lao Ngày có nhiều người đến vì tiệc tùng hoặc có nhiều vấn đề về công danh, tình cảm cần phải giải quyết. Thuận lợi cho việc sửa sang, tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà tặng. Đi xa còn gặp trở ngại. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh Kim. Nên xem xét lại những việc cũ còn có thiếu sót hoặc sắp xếp chưa có sự thỏa đáng cần phải điều chỉnh lại. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm về đồ đạc vật dụng. Ngày có tin tức cuộc gọi hoặc có người đến làm gián đoạn công việc được mời vui chơi, tiệc tùng ăn uống, hao tài về mua sắm, quà tặng, cẩn trọng trong việc đi xa, có rủi ro, chậm trễ hoặc bị phạt vạ, khiển trách. Tử vi tuổi Mão. Ngày này do có thực thần ghé thăm, người tuổi Mão làm nghề tự do có cơ hội làm ăn khá trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể tìm được những mối hợp tác có triển vọng, thu về lợi ích nhanh chóng hoặc hứa hẹn trong tương lai. Với bản tính ôn hòa và rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và đó chính là những cơ hội tốt giúp bạn phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi sự khéo léo quá mức khiến người khác đôi khi coi bạn là người không thực bụng. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ Hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng chính Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng chính Đông. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy ngày tuổi của buồn mạng mọi việc đều không nên tiến hành dễ bị phá ngang bỏ giờ nửa chừng hoặc không đúng như đã bàn thảo dự tính hẹn ước gia đạo bất an nên ngồi yên giới hạn việc đi lại di chuyển gặp rủi ro hoặc chỉ gặp toàn chuyện buồn phiền hao tốn tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng nên cẩn trọng đề phòng bất chắc trong mọi việc có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn hư hại cần phải tu bổ sửa chữa mua sắm sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bồn mạng. Nên cẩn trọng trong mọi việc. Có nhiều sự việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui, hoặc được mời dự tiệc. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng việc gì cũng không nên nói nhiều dù có thành tâm thành ý cũng khiến cho người khác phật lòng trách oán sự mong cầu về tình cảm trung thực chưa phải là lúc thuận tiện ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ kết thúc hoặc mở ra một công việc phương hướng khác tài lộc trung bình tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ngày tuổi của buồn mạng có cuộc đi ngắn có tin xa ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ hò hẹn nhóm bạn hao tài về ăn uống quà tặng có cuộc vui tài lộc trung bình không nên vì tình cảm mà bỏ ngang công việc hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước khi ra đi tử vi tuổi thìn cục diện tương hại khiến người tuổi thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người thậm chí còn bị phản đối quyết liệt có thể chính bạn bè hoặc người thân của bạn là người phản đối bạn tuy nhiên dù bản mệnh cảm thấy bất mãn mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì trước tiên bạn cũng nên xem lại mình chứ hạn chế nghĩ xấu cho người khác mộc khắc thổ còn nhận thấy bạn và nửa kia chưa thật sự thấu hiểu nhau khi trò chuyện hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy cố tình hoặc vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa đã đến lúc phải thay đổi phương hướng, không nên theo đường lối cũ, dù bước đầu có gặp khó khăn trở ngại nhưng vẫn có kết quả tốt ở tương lai. Cần nhất không nên chán nản, bỏ ngang sẽ không tìm lại được. Tình cảm tốt, có tài lộc hoặc có hỷ sự, gặp quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ. Dù có cuộc hẹn hoặc được mời dự tiệc cũng không nên lơ là công việc. Hãy cố gắng giải quyết, hoặc công việc hay bị bỏ dở vì có khách đến hoặc có tin tức mới. Mọi việc đều nên có sự kiên nhẫn sự mong cầu về tiền bạc còn chậm nhưng sẽ có kết quả ngày có sự tu bổ sửa chữa mua sắm hoàn trả những món tiền đã có hạn ký tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc dù có đang tiến hành làm bất cứ công việc gì cũng nên suy tính trước sau cẩn thận đề phòng tiểu nhân hoặc có những sự việc xảy ra không được thuận lợi nên có sự thay đổi phương hướng thay đổi hoàn cảnh trước tình hình mới có tin xa nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có sự thay đổi về công việc, phương hướng, kế hoạch tu bổ, mua sắm, sửa chữa. Có người đến nhờ mình giúp đỡ nhưng không nên bao đồng, chỉ nên thực hiện theo những gì mình có trong tay. Có tin buồn, sự mong cầu về tiền bạc chưa có kết quả nhanh chóng nhưng tương lai sẽ đem lại điểm tốt. Có hỷ sự, không nên bàn đến chuyện người dễ gặp thị phi trách mắng, hờn giận do lỡ lời. Tử vi tuổi nhâm Thìn, thuộc mệnh Thủy. Tất cả chỉ là ngắn hạn, thành công trong nhất thời, dễ bị bỏ dở, phá ngang, ngồi lâu có hại. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc, làm trong sự miễn cưỡng. Tài lộc trung bình, hoặc có quý nhân giúp đỡ. Ngày có đám tiệc, hoặc có thêm người. Có tin vui, hỷ sự. Có tin tức về việc làm ăn. Tử vi tuổi tỵ Ngày chủ nhật này một sinh hoạt, quan hệ giữa người tuổi tỵ và nửa kia rất hòa hợp. Bạn tin rằng mình có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng với người ấy và cũng chính nhờ sự tin tưởng ấy mà vợ chồng bạn có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách những người còn độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác giới bạn biết rằng muốn tìm được người như ý thì chính mình cũng cần phải chủ động hơn chứ không nên chỉ bị động chờ người khác đến với mình chính tài cho thấy người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động của mình hãy chi tiêu tiết kiệm và có kế hoạch như vậy thì sớm muộn gì bạn cũng trở thành người có của ăn của đẻ tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ khiến cho công việc phải tạm thời bỏ dở hoặc làm việc trong sự âu lo. Có tin buồn, mọi việc đều không nên tiến hành dễ gặp sự thất bại rủi ro đáng tiếc. Cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng, trong mọi hành động dễ gặp tai nạn, hoặc phải gánh vác những chuyện nặng nhọc hoàn toàn bất lợi. Sự mong cầu về tình cảm đều không tốt. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng trái ý bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc nếu không phải là chuyện cần thiết thì nên giới hạn việc đi lại di chuyển gặp gỡ chỉ đem lại nhiều hao tốn hoặc rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng trái ý bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim có nhiều sự đảo lộn không như mình dự tính hấp tấp trong công việc, lời nói sẽ đem đến hậu quả không tốt, đem lại sự ai oán, mất tình cảm. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu chỉ nhọc công. Có tin buồn, mong cầu về tài lộc chưa có kết quả. Hao tốn vì vui chơi, mua sắm. Có khách đến. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều tin không tốt, xui xẻo đến với mình, dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi. Dễ bị phạm sai lầm. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Sức khỏe không tốt nên chăm chú về công việc làm của mình không nên nghĩ chuyện xa xôi bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay nên ở yên hao tài về vui chơi giao thiệp tiệc tùng tử vi tuổi ngọ do tương phá cảnh báo người tuổi ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay dù túi tiền của bạn có dùng dình thế nào đi chăng nữa thì nếu muốn tích lũy bạn vẫn cần phải tiêu tiền có kiếm soát hơn người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần tránh đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay bởi thời điểm này bạn khó có thể tìm được một mối hợp tác đáng tin cậy hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn mộc sinh hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau dù đã kết hôn từ lâu hay mới đến với nhau thì bạn cũng chẳng bao giờ quên hâm nóng cảm xúc cho hai người đôi bên cũng không quên giúp đỡ người kia trong mọi việc dù là nhỏ nhặt nhất tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày trung bình cho mọi việc mong cầu có tài lộc hoặc có tin vui có khách đến công việc hay vấn đề tình cảm đã có sự hẹn ước từ lâu nay có kết quả nên tiến hành nên đi xa di chuyển khai trương xuất hành cầu tài kết bạn kết hôn xin việc tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy sự mong cầu về tin tức việc làm tài lộc đều có sự chậm trễ nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn dễ bị mất uy tín có sự hư hại hoặc thất lạc các đồ đạc vật dụng cần phải sửa chữa mua sắm hao tài tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa trong nhà hoặc trong công sở nếu có dự tính gì thường gặp sự trễ nãi rời hẹn sai hẹn tuy nhiên cũng không phải là điều xấu hoặc sự việc xảy ra sớm hơn dự tính nhưng sự kết thúc cũng không được như ý ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ thân nhân bè bạn người khác phái có tin tức tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày thuận lợi cho việc đi xa, di chuyển, gặp gỡ, hội họp. Có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức. Có tin vui về tình cảm, việc làm. Tin buồn về đau ốm, tai nạn, sức khỏe, di chuyển, đi lại của người thân, bè bạn. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Có tin về sự sinh nở, hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến muốn nhờ mình giúp đỡ. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, lộc bất ngờ. Có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa. Có hỷ sự. Tuy nhiên có tin xấu về công danh, bổn mạng, tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần. Tử vi tuổi mùi. Ngũ hành tam hợp phù trợ khiến công việc của người tuổi mùi tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, vì nhiều khi đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế không chính xác nên bạn thường lên những kế hoạch quá xa rời hiện thực thậm chí là ảo tưởng trong các mối quan hệ xã hội bạn được yêu mến vì luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người rất may mắn bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn tuy nhiên mộc khắc thổ con giáp này dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội nên thường quên mất công việc gia đình đừng tìm cớ đẩy mọi trách nhiệm cho người ấy bởi nếu chuyện này mãi tiếp diễn bạn sẽ làm người ấy cảm thấy mệt mỏi tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa các vật dụng trong nhà, nhất là các loại có liên quan đến điện lửa. Tin tức đến chậm, có trở ngại, trong nhà hoặc trong công sở có người đến thăm hoặc hỏi về chuyện hợp tác làm ăn. Nói chung ngày dễ gặp sự trắc trở, khó khăn nhưng cũng không phải là xấu. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp, nên cẩn trọng không bàn đến chuyện người dễ bị hàm oan, trách oán. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy không nên tin cẩn người khác và cũng không nên quá tự tin vào chính mình sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt có tin buồn sức khỏe không tốt việc đi lại giao dịch hoàn toàn không có lợi có sự hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa mọi việc rất dễ xảy ra trái với sự tính toán hoặc ngoài dự tính không nên tin cẩn người khác và cũng không nên quá tự tin vào chính mình sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt có tin buồn sức khỏe không tốt Việc đi lại, giao dịch hoàn toàn không có lợi. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, hao tài về việc mua sắm. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Trong nhà hoặc trong công sở có người đến thăm hoặc hỏi về chuyện hợp tác làm ăn. Có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa các vật dụng trong nhà, nhất là các loại có liên quan đến điện, lửa. Tin tức đến chậm, có trở ngại. Nói chung ngày dễ gặp sự trắc trở, khó khăn nhưng cũng không phải là xấu. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp nên cẩn trọng không bàn chuyện người dễ bị hàm oan, trách oán. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Gặp lại người cũ, có người đi xa trở về, có tin tức không tốt ở xa về sức khỏe, bổn mạng của người thân. Không nên thay đổi dự tính công việc mới, chỉ nên theo lối cũ mà làm thì có kết quả. Không nên quá chú trọng vào ý kiến, lời hẹn của người khác. Tài lộc bình thường. Tử vi tuổi Thân trong ngày có chính ấn phù trợ người tuổi thân phát triển tốt nếu đi theo con đường công danh sự nghiệp bản mệnh là người có trách nhiệm với công việc nên dễ nhận được sự tin tưởng của cấp trên bạn có thể được giao trọng trách trong ngày hôm nay tuy nhiên con giáp này cũng cần chú ý và sửa đổi bản tính cố chấp bảo thủ của mình dù làm công việc này lâu hay chưa bạn cũng nên cởi mở mà tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh đừng cho rằng mình mới là người biết rõ nhất mọi chuyện kim khắc mộc bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường chớ nên nổi nóng và nói ra những lời gây tổn thương đối phương tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy gặp quý nhân bè bạn có tin vui đến có lộc nhỏ quà tặng ăn uống nếu có cuộc đi chơi xa coi chừng có sự lạc lối chờ đợi lâu lắc bỏ về nửa chừng hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính Việc làm bị bỏ ngang, bỏ dở vì có tin hoặc cần phải đi giải quyết công việc khác. Tử vi tuổi Bính thân thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều biến động thay đổi trong công việc, có nhiều việc đến cần phải giải quyết vừa về việc làm, công danh cho đến tình cảm. Không nên e ngại khi thấy có trở ngại, chậm trễ. Dễ có sự hao tốn tài lộc về sự tu bổ tiệc tùng, quà tặng mua sắm. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Mậu thân thuộc mệnh Thổ những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính nay nhận được tin tức không được như ý mọi việc vẫn còn chậm chạp nên thay đổi ý định trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng hao tài tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc ngày có nhiều biến chuyển mạnh về công danh tài lộc việc làm cũng như về tình cảm cần phải có sự khôn khéo thì mới tránh khỏi chuyện phiền phức bị ép buộc có sự gặp gỡ di chuyển nên hoàn trả những gì đã nợ ở lúc trước để tránh sự buồn phiền trách oán hoặc hao tốn về mua sắm, giúp đỡ hoặc phải bị phân chia do điều kiện đã được định trước. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Có chuyện phiền lòng nhỏ trong gia đình hoặc trong công sở bị hàm oan, hiểu lầm. Có tin không tốt cho những chuyện đã chủ tính trong quá khứ. Mọi việc không nên nóng nảy hay vội vàng quyết định, hãy chờ đợi vào một ngày khác và nên chăm chú vào những chuyện hiện tại. Có tin xa của người thân nhưng là tin không tốt có tài lộc, quà tặng, chuyện vui. Tử vi tuổi dậu Xem tử vi cho thấy, ngày này dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung, người tuổi dậu có phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với nhiều tình huống rắc rối, tuy nhiên bạn lại quá kiêu ngạo và nóng nảy, sẵn sàng gây gổ với những người có quan điểm trái ngược với mình. Nếu làm trong các công việc liên quan đến nghệ thuật, luật pháp, dịch vụ, bản mệnh có cơ hội thể hiện được quyền uy của mình. Chính ấn giúp bạn có thể nhận được sự nể trọng của người khác. Hãy cố gắng làm việc để xứng với danh tiếng của mình. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu là người có gia đình, bạn cần chủ động giữ khoảng cách với họ, đừng để sự đồn đại và nghi ngờ gây tác động xấu đến tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy sự chờ mong về tin tức dễ gặp trở ngại hoặc dễ bị gián đoạn do có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc máy móc nên giới hạn việc đi xa di chuyển kẻo lỡ tin tức hoặc có rủi ro giữa đường tuy nhiên công việc làm ăn vẫn có sự thuận lợi có tin tức tốt và có người đến đem lại sự thuận lợi cho mình ở tương lai ngày dễ hao tốn tài lộc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày sung của bổn mạng Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ giờ hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ. Ngày sung của bổn mạng. Không nên hấp tấp vội vàng và tin tưởng vào sự tính toán của mình khi tiến hành vì sẽ có sự đảo lộn bất ngờ. Trong việc đi xa hoặc di chuyển dễ gặp nhiều công việc khó có sự quay trở lại. Có tin buồn, hoặc nghe tin dữ. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có việc vui chơi, đám tiệc. Có tài lộc, lộc ăn. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Có tin buồn ở nơi xa. Ngày có sự di chuyển vì tình cảm, giao thiệp đến người đang cần mình giúp đỡ, chia sẻ những trở ngại hoặc để góp ý kiến về vấn đề tình cảm. Ngoài việc này ra nên giới hạn sự đi lại dễ gặp rủi ro hoặc đi vì cầu tài hay công việc thì khó có kết quả nhanh chóng. Có tài lộc nhưng hao tốn về mua sắm, tiệc tùng sự mong cầu về tình cảm riêng tư chưa phải là lúc thần tiện. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Ngày sung của bổn mạng. Nếu có tiệc vui, đình đám cũng không nên ở lâu hoặc vui chơi quá đáng đem lại sự tổn thất về tiền bạc cũng như uy tín của bổn mạng. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều sự chuyển biến rất mạnh mang tính đảo ngược hoặc ngoài dự tính của mình. Tử vi tuổi tuất, Ngày này, nhờ có nhị hợp nâng đỡ, người tuổi tuất làm ăn thuận lợi trong ngày hôm nay. Rất có thể nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Còn nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ phải nuối tiếc sau này đấy. Bản mệnh luôn muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song nếu gặp vấn đề gì khó giải quyết, bạn không nên giấu giếm hoặc lấp liếm đi, việc này không chỉ gây hại cho chính bạn mà có thể ảnh hưởng đến cả công việc chung nữa một khắc thổ, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, bởi trong lúc nóng này càng nói sẽ càng khiến mâu thuẫn thêm sâu sắc thôi. tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, dù có gặp gỡ và tốt đẹp về chuyện tình cảm đến mấy cũng không nên thuận theo ý kiến của họ mà nhúng tay vào các công việc mới được đề nghị. chỉ nên xem đó là một dự tính, không nên xuất tiền. càng nói nhiều thì càng bất lợi nên làm chủ trong công việc tài lộc khó giữ tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng nếu không tỉnh táo thì dễ bị vướng kẹt hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tiến hành hoặc ra đi sự việc xảy ra sẽ không được như ý muốn hoặc bị thiếu sót cần phải tu bổ bổ sung nếu có cuộc gặp gỡ họp mặt tiệc tùng sẽ có chuyện không như ý có sự hư hại có tài lộc nhưng dễ hao tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc không nên nặng về chuyện tình cảm cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái có sự gặp gỡ người thân bè bạn có sự hư hại hao tốn tài lộc nhỏ có chuyện buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim mọi việc nên cẩn trọng chớ nên để tình thế hoàn cảnh sai khiến mình hoặc hấp tấp mà đạt được kết quả không như ý muốn mọi sự càng chậm càng tốt chuyện tình cảm không nên nói hết hoặc thật lòng dễ có sự thiệt thòi, hoặc hao tốn vì tiệc tùng vui chơi, mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Có sự bàn bạc về thay đổi tu bổ, sửa chữa cho công việc, nhà cửa, đồ đạc. Cần phải có sự bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Ngày có rất nhiều sự việc xảy ra hoặc có nhiều tin tức đến dồn dập có liên quan đến công danh, tài lộc, bổn mạng của mình và thân nhân, bè bạn đề phòng rủi ro tai nạn bị ép uổng chơi xấu dính vào sự thị phi tranh cãi pháp luật việc làm cũ có vấn đề có sự đáo hạn định kỳ mà mình không thể giải quyết có tin xa có sự gặp gỡ tử vi tuổi hợi ngủ hành thủy sinh mộc người tuổi hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình bạn luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình nếu có vấn đề gì xảy ra mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu từ những người khác giới con người không có ai hoàn hảo hãy mở lòng hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác chứ không nên chăm chăm vào khuyết điểm của mọi người kiếp tài khuyên bản mệnh chớ nên vội vàng manh động trong công việc khi việc bạn làm nhận phải nhiều chỉ trích hoặc khuyên ngăn của người khác thì bạn chớ nên cứng đầu khăng khăng với ý kiến của riêng mình hãy dành thời gian để nhìn nhận lại mọi việc tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa nên cẩn trọng trong mọi việc ngày có nhiều việc hư hại hoặc nhiều nhiều chuyện xảy ra không tốt ngoài dự tính nếu là ngày chủ về tình cảm đình đám tiệc tùng thì cũng chậm trễ không được như ý có tin tức về tiền bạc nhưng còn chậm chạp chưa đến ngày dễ hao tốn tài lộc tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ dù công việc trước đây có sự thuận lợi, cũng phải đề phòng trường hợp bất chắc rủi ro do sự thiếu sót bỏ quên. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Nói chung mọi việc hay có sự đảo lộn, chắc chờ ngoài dự tính. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, mọi việc nên cẩn trọng. Dù công việc trước đây có sự thuận lợi tốt đẹp, cũng phải đề phòng trường hợp bất chắc rủi ro do sự thiếu sót bỏ quên chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Nói chung mọi việc hay có sự đảo lộn bất ngờ, chắc chờ ngoài dự tính. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Ngày đề phòng có sự đau ốm hoặc có chuyện buồn phiền về sức khỏe, tình cảm, tài lộc. Có tin buồn, tài lộc còn khó khăn, nếu có chỉ là sự vay mượn, tiền bồi thường, bồi hoàn. Có sự tu bổ, sửa chữa chỉnh đốn về nhà cửa, đồ đạc chuyện tình cảm, hẹn ước nên đợi dịp khác. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Có sự đi xa, di chuyển của thân nhân. Chuyện tình cảm không nên có thái độ dứt khoát vì chưa phải lúc có tiệc hoặc có khách đến. Cuộc hẹn dễ bị giang dở, chờ đợi lâu lắc. Ngày có nhiều tin tức không tốt hoặc công việc phải làm trong sự nhẫn nại khó khăn mới có thể thành công, có kết quả. Không nên hấp tấp vội vàng thoái lui hoàn toàn không có lợi. Cẩn trọng khi đi đường hoặc di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro. cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại